Bài này chúng ta sẽ cùng nhau học cách cắt ghép mặt đứng bên Photoshop. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau đổ màu cho những phần đế và những phần cần màu đen như tường. Các bạn chọn công cụ tự sơn. Sau đó màu trên này, chúng ta có thể chọn về màu đen. Ok, xác nhận. Bạn đứng trên layer trên. Tôi sẽ dội màu vào phần đế này cho khỏe hơn. Các bạn chỉ cần chỏ và chỏ vào phần tường. Các bạn chú ý rằng phần mũi tên nhỏ chúng ta chọn đúng vùng nào thì đối tượng chúng ta đã dội sơn trúng vùng đó. Các bạn nhấn Alt+ và bánh xe xoay lớn lên. Chúng ta chọn vào đây. Và những vị trí này nữa. Lần lượt làm hết. Nếu muốn đậm các bạn có thể chọn 2 lần. Tức là chúng ta đã dội sơn 2 lần vào đây. Nhưng lưu ý rằng các bạn hãy đứng đúng layer. Và các bạn nhấn phím Alt+ bánh xe chỏ chuột, chúng ta zoom lại. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau ghép bầu trời và núi vào. Các bạn nhấn V trên bàn phím hoặc về biểu tượng này. Chúng ta qua tab thứ hai. Tôi kéo bầu trời vào. Và thả vị trí này. Đương nhiên, chúng ta sẽ cho vị trí layer này xuống dưới này. Các bạn cho xuống dưới layer 1. Các bạn nhấn Ctrl T trên bàn phím. Các bạn chuột phải. Và cho nó đối xứng qua trục đứng của màn hình. Tiếp theo các bạn giữ Shift, kéo đối tượng này lớn lên. Chúng ta có thể di chuyển vị trí ra ngoài này, bởi vì tôi muốn phần bầu trời, mặt trời sẽ ở đây, phần chói sáng ở đây. Các bạn kéo các vị trí. Và điều chú ý tiếp theo, đường chân trời chúng ta sẽ trùng vào vị trí này. Các bạn có thể kéo biến dạng một chút cũng không sao. Sau đó các bạn Enter trên bàn phím để xác nhận. Sau khi làm xong điều này, các bạn nhấn Ctrl A. Chúng ta vào phần Image. Chọn Group để nó xóa đi những vùng ảnh bên ngoài cho nhẹ file hơn. Các bạn vào Select, nhấn Deselect hoặc Ctrl D để chúng ta bỏ vùng chọn đi. Tiếp theo chúng ta qua núi tuyết bên này. Kéo đối tượng này. Và cũng thả vào đây. Các bạn nhấn Ctrl T, di chuyển nó qua đây, và chúng ta ghép núi đằng sau. Tôi có thể giữ Shift cho lớn lên và không làm biến dạng đối tượng. Tôi đồng ý với vị trí này, nhấn Enter trên bàn phím. Phần tiếp theo, tôi thấy rằng đối tượng chúng ta khó nhìn. Vậy chúng ta nên tạo cho nó background đằng sau. Tôi chọn đối tượng này, về công cụ đũa thần, cho ra vùng ngoài. Sau đó các bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl Shift Y để đảo ngược vùng chọn. Để chọn vùng trong. Chúng ta tạo player mới. Các bạn bấm biểu tượng này. Hoặc nhấn Ctrl Shift N trên bàn phím. Và kéo đối tượng này xuống dưới. Tôi chọn cho nó một hộp xám. Ok. Và các bạn dùng công cụ dội sơn này. Hoặc tổ hợp phím Alt+ Delete trên bàn phím. Để dội vùng này. Sau đó các bạn nhấn Ctrl D trên bàn phím bỏ chọn. Ở video tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách ghép những đối tượng vật liệu vào mặt đứng này. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau ốp vật liệu cho đối tượng tường ở đây. Đối tượng mặt cắt của chúng ta. Bây giờ các bạn vào file Open đây. Tôi chọn gỗ, tôi Open. Sau đó các bạn về phím V trên bàn phím hoặc về biểu tượng này. Chọn gỗ kéo qua. Và tôi thả vị trí này. Tôi sẽ cho đối tượng này vào đây. Nếu như các bạn đôi khi thấy layer này bạn trên, nó sẽ che mắt đối tượng của chúng ta. Bạn kéo xuống dưới cái layer 1 này. Tôi tiếp tục nhấn Ctrl T trên bàn phím. Zoom lớn và kéo sao cho vị trí này. Tương đồng ở đây trên này. Và chúng ta kéo dài hết ra ngoài này. Và Enter trên bàn phím để xác nhận. Bây giờ các bạn zoom lớn và chọn về công cụ này. Đứng trên cái layer gỗ này và xóa đi những vùng thừa. Các bạn nhấn Delete trên bàn phím. Ctrl D bỏ chọn. Và tiếp tục qua vùng bên này. Tôi tiếp tục xóa phần này. Delete, Ctrl D. Bây giờ chúng ta có một vài vị trí cửa. Tôi muốn phần gỗ vị trí cửa này nó sẽ đậm hơn. Vì vậy tôi về vùng chọn này. Các bạn zoom lớn và kéo hết sức chính xác.
kéo vào vị trí của giữ ship để chúng ta kéo cộng thêm. Tôi lần lượt giữ ship và kéo các vị trí còn lại. Những vị trí nào có cửa chúng ta sẽ kéo hết. Và những vị trí này cũng vậy. Tiếp tục. Và hai vị trí này. Sau khi xong, các bạn chọn đối tượng đứng đúng layer cố của chúng ta. Các bạn vào phần Image, Adjustment và chọn Brightness Contrast. Chúng ta giảm độ sáng xuống để đối tượng cửa của chúng ta trầm đi. Và nếu muốn chúng ta có thể tăng độ tương phản. Ok, đồng ý xác nhận. Sau đó chúng ta nhấn Ctrl D trên bàn phím bỏ chọn. Ở vị trí lối hành lang này hoặc là một vị trí bể cá ở đây chúng ta xóa đi để đôi khi chúng ta cần đặt một cái map mới vào đây. Các bạn chọn khéo léo và nhấn Delete. Và tương tự ba vị trí này tôi cũng xóa. Các bạn chọn chính xác thì nó sẽ đẹp hơn. Ctrl D bỏ chọn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm bóng đổ cho thành phần của chúng ta. Ở đây tôi muốn đổ bóng hai chỗ này trước. Tôi chọn công cụ này. Và các bạn nên tạo một layer mới. Và layer mới chúng ta phải ở layer trên cùng. Tôi chọn layer 1 rồi bấm vào New Layer. Tôi vẽ vùng chọn. Các bạn giữ Shift để thẳng. Và chọn đúng điểm đầu tiên. Tôi zoom nhỏ lại để quan sát hai vùng. Giữ Shift để chúng ta cộng thêm vùng chọn. Bấm chuột trái vào. Và tôi kéo ra. Các bạn chú ý hai đường bóng phải song song với nhau thì mới thống nhất và đẹp. Tôi đồng ý. Bây giờ các bạn hãy chọn cái phần foreground bên trên, chúng ta chọn màu đen. Hoặc là các bạn nhấn phím D trên bàn phím để nó về mặc định màu đen bên trên. Ở đây tôi thấy rằng đối tượng của chúng ta đang có xu hướng thiếu. Vì vậy đang trên công cụ vùng chọn này, các bạn chuột phải vào, chọn phần Transform Selection và kéo đối tượng này xuống xíu và Enter. Lưu ý rằng đứng trên layer mới, các bạn dội cho đối tượng này màu sơn đen là màu ở trên này. Chọn công cụ dội sơn, dội vào. Sau đó chúng ta nhấn Ctrl D bỏ chọn. Bây giờ đã đứng trên layer trên này, chúng ta sẽ hòa trộn cho nó một kênh màu hoặc là sót lại. Thì chúng ta thấy rằng đối tượng chúng ta lập tức có bóng đổ. Ở đây chúng ta có cái bể cá nhỏ về bóng đổ, nó không đổ bể này. Đang ở trên bóng đổ, tôi chọn đối tượng này và tôi xóa phần này đi. Chúng ta cùng nhau xóa phần bóng đổ này đi. Delete. Nhấn Ctrl D bỏ chọn. Nhấn V bàn phím về công cụ di chuyển. Vậy với một đối tượng đơn giản và màu sắc màu đen, tôi đã tạo bóng đổ cho nó. Hết sức ấn tượng phải các bạn. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau tạo bóng đổ cho những phần ở trên, xuống dưới này. Chúng ta chọn về công cụ này. Tôi zoom lớn phần này này. Bấm vào đây. Và kéo qua. Các bạn nếu muốn có thể giữ Shift để thẳng hơn đến vùng dưới này. Và chắc chắn rằng tôi đã chọn lên vùng trên này. Sau khi chọn được vị trí này, các bạn nhấp nút hai lần chuột trái để tự đóng đường lại. Và giữ Shift chọn thêm. Chú ý rằng các khoảng cách phải song song với nhau. Và tương tự. Các bạn chú ý rằng sau khi tôi chọn xong vùng chọn biên dạng như thế này thì tiếp tục tôi sẽ tạo một layer mới ở trên và chúng ta tiếp tục dội sơn màu đen và chúng ta cùng nhau hòa trộn kênh màu sắt lang như bình thường. Các bạn nhấn Ctrl D bỏ chọn. Các bạn chọn nọc bô bấm vào sắt lang. Sau khi chọn xong các bạn thấy rằng đôi khi còn rất đậm, chúng ta cùng nhau giảm white speed nó mờ nhạt nhẹ thôi. Ví dụ chúng ta cho khoảng 50% và Enter. Sau khi Enter các bạn thấy rằng những phần này của chúng ta đã bị loang ra ngoài. Vì vậy tôi tiếp tục chọn vùng chọn này. Zoom lớn.
và khử những vùng loang. Sao cảnh chúng ta trông hợp lý nhất, các bạn nhấn Delete xin tín, còn chân D bỏ chọn. Chúng ta có thể tạm ẩn cái layer xám này đi để xem tương quan như thế nào, bởi vì layer này chúng ta chỉ là hiển thị dễ nhìn thôi. Tôi có thể tăng lại thành phần này cho đậm hơn. Bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ dội màu cho những phần này, những thành lam từ trên này kéo xuống này. Vì vậy tôi sẽ chọn đúng cái layer gốc của chúng ta là layer này và chọn màu. Sau khi bảng hiện lên, chúng ta sẽ hút màu sáng hơn ở đây và ok. Ở trên layer này chúng ta dội màu liên tục vào, 1, 2, 3 và lần lượt chúng ta dội hết để tạo độ tương phản hơn cho mặt cắt của chúng ta. Các bạn có thể tùy chọn một màu nào đó chúng ta ưa thích, nhưng miễn sao sự kết hợp nó phải hài hòa. Tôi ví dụ ở đây là như vậy. Ở video tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau ghép cây, bầu trời và một vài vị trí bể cá vào đây. Bây giờ các bạn nhấn Ctrl O trên bàn phím để chúng ta mở file. Chúng ta chọn file đầu tiên và file thứ hai, quy tắc 2 và phần quy tắc. Sau đó chúng ta chọn cây, chúng ta mở ba file lên. Các bạn open một lượt. Với đối tượng đầu tiên này, tôi kéo thả qua layer thực hành chúng ta. Các bạn chọn layer này, nếu không cầm di chuyển được như của tôi thì chọn về đối tượng này và chọn Auto Select và chọn layer. Sau khi tôi chọn được đối tượng này, chúng ta sẽ cho dưới cái layer này và dưới tiếp layer bóng của chúng ta. Các bạn tiếp tục kéo layer này xuống layer gỗ để gỗ che phần này đi. Và tôi nhấn Ctrl T trên bàn phím, thu nhỏ đối tượng này. Để đối tượng này của chúng ta là những phần ô để nhìn qua cái cửa này, chúng ta sẽ thấy vùng biển bên ngoài. Các bạn Enter trên bàn phím. Tiếp theo các bạn qua bên Fit Tag 2 này, kéo đối tượng này, thả qua đây. Các bạn nhấn Ctrl T, cũng tương tự, ép cái đối tượng vào đây. Các bạn chú ý ghép hết sức khéo léo các đối tượng này để nó đạt hiệu quả tốt nhất. Tôi Enter. Bây giờ với đối tượng này tôi muốn sáng lên thì tôi chọn đúng layer này vào Image, Adjustment, Brightness và kéo cường độ sáng này. Có thể cả cường độ tương phản của nó nữa. Còn tôi cho tương phản nhẹ thôi và cho sáng đối tượng lên. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục ghép cây vào. Ở đây chúng ta có những đối tượng cây như sau. Các bạn cùng nhau chọn đối tượng cây này. Chúng ta kéo đối tượng cây này qua bên này và thả vị trí này đằng sau luôn. Nó ở dưới cái layer gỗ của chúng ta thôi. Các bạn nhấn Ctrl T, giữ Shift thu nhỏ lại. Và chúng ta đặt đúng cái vị trí sao cho hợp lý nhất. Có thể các bạn có thể tăng giảm YST hơi mờ một chút thôi, cho ảo một chút, tôi cho khoảng 85% và Enter. Tôi tiếp tục qua vị trí này, dùng công cụ này chọn đúng layer này và tôi khoanh vùng những đàn chim, nhấn V trên bàn phím, kéo đối tượng này qua đây. Tôi chọn nhầm layer, tôi chọn layer dưới và kéo và thả vị trí lên đây. Các bạn có thể nhấn Ctrl T, Transform cho nó xuống nhỏ tí. Và chúng ta tiếp tục Enter. Với đối tượng rõ nét này thì không thật cho lắm, tôi cho khoảng 90%. Và tiếp tục kéo đối tượng khác. Đang ở đối tượng này các bạn có thể nhấn Ctrl Shift Y đảo ngược vùng chọn, chọn vùng ngoài và kéo qua đây. Và đặt vị trí này, tôi tiếp tục Ctrl T và cho nhỏ lại, xa hơn, có độ xa gần. Và ngoài này chúng ta cho M khoảng 80% thôi. Ở video tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau tạo chiều sâu những căn phòng và làm mặt đứng, hay chính xác hơn là mặt cắt của chúng ta trông đẹp và sinh động hơn. Bây giờ, tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo độ sinh động hơn cho những căn phòng này. Tất cả chúng ta tạo chiều sâu. Muốn làm được điều này, các bạn chỉ đứng trên layer trên cùng, tạo một layer mới hoàn toàn và chúng ta zoom gần những căn phòng lại. Tôi dùng công cụ chọn
chọn để tác động mỗi các căn phòng một thôi. Nó ship thẳng kéo xuống và tiếp tục với căn phòng đầu tiên. Tôi chọn màu trên trắng, màu dưới đen. Và các bạn nhấn chặt chuột trái hoặc chuột phải vào công cụ đổi sơn. Chúng ta chọn Gaian G. Và kiểu chọn chúng ta chọn từ trắng qua đen. Và chọn kiểu thứ hai, dạng cầu. Tôi kéo phần giữa căn phòng hoặc vị trí này. Kéo hết sức nhẹ nhàng thôi. Hoặc chúng ta có thể kéo lan ra. Sau đó chúng ta chọn cho đối tượng này thì chọn xót lại. Thì các bạn thấy rằng đối tượng này ở trên chúng ta đã hòa trộn phần bên dưới. Và căn phòng chúng ta trông có sáng có tối, trông có chiều sâu. Tôi có thể kéo lại. Ví dụ tôi để thế này. Nếu muốn tôi có thể nhấn Ctrl D. Và đối tượng này tôi Ctrl Z một lần nữa, trông đậm hơn. Và chúng ta có thể giảm các đối tượng này opacity nhẹ hơn, sao cho hợp lý. Và tương tự tôi chọn hai layer này, các bạn cần chọn E, mặc lại. Xin lỗi, chúng ta cần chọn Z lại. Tôi nghĩ layer này, tạo layer mới tiếp. Chúng ta tiếp tục làm cho căn phòng bên ngoài. Tôi dùng công cụ này chọn thân nhanh. Và cũng dùng Gaian. Và tôi cũng dùng chiều đó mà thôi. Có thể tôi kéo ngắn hơn một chút. Và chúng ta cũng xót lại. Enter. Nếu muốn tôi tiếp tục cần chuẩn gì. Và hai căn phòng này chúng ta làm một lượt. Các bạn lưu ý chúng ta luôn tạo layer mới. Tôi tiếp tục về Gaian. Chúng ta tạm thời chọn một phòng một thôi. Các bạn nhấn G lên bàn phím và tiếp tục kéo. Và tôi tiếp tục hòa trộn. Và nhấn Ctrl G tiếp. Tôi nhấn Ctrl D bỏ chọn. Tạo layer mới và làm phòng tiếp theo. Rồi, tiếp tục kéo. Và tiếp tục hòa trộn được nào. Ctrl G. Các bạn Enter. Ctrl D. Nhấn Ctrl G. Bây giờ chúng ta quan sát từ xa. Thấy các phòng của chúng ta tương đối hợp lý. Có thể các bạn tăng giảm phần YC này sao cho hợp lý nhất theo ý kiến của các bạn. Các bạn thể nhấn V chọn vào từng vùng và tăng giảm. Ok. Bây giờ tôi muốn hai phòng này màu sắc hơn một chút nữa. Tôi làm như sau. Tôi chọn đối tượng này. Tôi kéo lần lượt cả hai phòng làm cho nhanh. Bây giờ tôi vẫn chọn công cụ Gradient, nhưng màu của chúng ta bây giờ không phải là màu trắng nữa. Tôi muốn màu cam. Ok. Và kiểu tôi kéo chúng ta sẽ chọn dạng này. Có thể các bạn kéo từ dưới lên hoặc từ trên xuống. Thì đối tượng chúng ta sẽ có màu khác đi. Nhưng trước khi kéo, tôi cần chân Z lại. Tôi khuyên các bạn nên đứng ở layer trên cùng và tạo layer mới. Các bạn giữ Shift kéo xuống. Và chúng ta hòa trộn. Sort line, Enter, Ctrl D bỏ chọn. Và chúng ta tăng giảm phần YC sao cho hợp lý nhất. Để phòng chúng ta trông vàng hơn, ấm hơn nhiều. Các bạn Enter. Tôi zoom xa ra. Ở video tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thiện những thành phần cuối cùng của cảnh cắt ghép này. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thiện mặt biển này. Các bạn chọn hình fix tắt và kéo đối tượng này qua đây. Tôi kéo vào đây. Và lưu ý rằng nó ở layer trên cùng. Các bạn zoom nhỏ lại. Bây giờ chúng ta đặt đối tượng này sao cho hợp lý nhất. Các bạn nhấn Ctrl T. Giữ Shift cho nhỏ lại. Ví dụ tôi chọn vị trí này. Và chúng ta Enter. Sau khi Enter, tôi sẽ xóa lại những vùng không cần thiết ở đây. Bây giờ tôi tạm ẩn. Và những vùng của chúng ta nó sẽ kéo dài từ đây qua đây. Tôi dùng vùng chọn. Kéo chọn những vùng này. Các bạn chọn hết sức chính xác. Và kéo các vị trí ở đây. Bây giờ bật layer lên. Đứng ở trên layer này.
Đoạn những phím bình x nên cần chuyên đề bỏ chọn. Vậy là chúng ta đã có phần mặt biển, nhưng đối tượng chúng ta hoàn toàn chưa thật. Bây giờ muốn thật hơn, tôi chọn đối tượng này. Các bạn chuột phải vào đây, vào hình này này. Chúng ta chọn Select Pixel để chọn đối tượng chúng ta đang có. Nếu như chúng ta bị dài ra thế này, cần nhấn Ctrl D. Các bạn nhấn Ctrl A để chọn tất cả. Và tiếp tục Group cắt những vùng thừa bên ngoài. Nhấn Ctrl D lại. Chúng ta chọn lại đối tượng này. Bây giờ chúng ta vào công cụ Gaussian và nhấn D trên bàn phím. Và chúng ta có màu đen và màu trắng. Tôi chọn. Chọn Gaussian và chọn đen qua trắng. Chúng ta đang chọn trên layer gốc. Tôi tạo layer mới và kéo Gaussian lại. Ok, nhấn Ctrl D bỏ chọn. Các bạn lưu ý chúng ta chọn layer mới nha. Và tiếp tục chúng ta hòa trộn một trong những kênh hòa trộn này. Ví dụ tôi chọn Sort Line hoặc là chúng ta chọn Multi. Ở đây chúng ta chọn Multi Frame và tăng giảm cho hợp lý nhất. Tăng làm sao? Các bạn sẽ xóa cái viền này. Tôi tăng khoảng 85%, 90%. Đấy, Enter. Nhấn V trên bàn phím. Bây giờ tôi hướng dẫn các bạn tạo những tia sáng phản chiếu từ mặt nước xuống dưới biển và các vị trí này. Tôi làm như sau, các bạn zoom lớn lên, tạo một layer mới tiếp theo, dùng công cụ Plus và chọn dạng cọ mềm. Chúng ta sẽ vẽ liên tục như sau. Các bạn chỉ việc chấm thôi, tôi cần chấm rét lại, chúng ta cho màu trắng lên, chấm và kéo, chấm hết sức ngẫu nhiên. Các khu khoảng cách thì chúng ta nên có khoảng cách, không để quá dày. Các bạn chấm chéo, cái ánh sáng đổ xuyên theo chiều này. Và thậm chí bên trong phòng này, tôi cũng có thể chấm vào. Để giả lập ánh sáng chiếu từ ngoài biển, chiếu xuyên qua cửa kính và chiếu trong này. Vậy là ok. Bây giờ, chúng ta vào thay filter. Các bạn chọn filter. Vào phần blur. Và chọn phần Gaussian blur. Các bạn chú ý rằng cường độ tôi để 50 và kiểu tôi chọn zoom. Và tôi chọn bed. Ở đây, nó để mặc định ở vị trí này. Các bạn chọn đối tượng này và cho lên góc này. Chúng ta cùng nhau ok để xem hiệu ứng. Sau khi hiệu ứng xong, các bạn thấy rằng chúng ta có những đối tượng như những tia sáng le lói chiếu từ trên mặt nước xuống dưới này. Và vị trí này cũng có vệt sáng mờ. Trong cảnh chúng ta thật và đẹp hơn. Còn ở những vị trí mặt biển này, nếu muốn thật hơn nữa, thì chúng ta có thể dùng các công cụ Brush tô mờ đi. Tiếp theo chúng ta nhấn Ctrl O, ghép những đối tượng cuối cùng vào. Ở đây chúng ta có cá, tôi open lên. Nhấn V trên bàn phím và kéo qua. Các bạn nhấn Ctrl T cho nhỏ lại. Tôi Enter xác nhận. Nếu muốn chúng ta có thể giảm white đối tượng cá này. Tôi Enter. Tiếp theo vị trí chúng ta thiếu một vài đối tượng người cho sinh động. Nhấn Ctrl O tiếp. Và tôi chọn phần People. Open tiếp. Các bạn chọn hết sức đơn giản như sau, chọn công cụ chọn, tôi kéo, và chúng ta kéo qua. Các bạn nhấn Ctrl T để thu nhỏ các đối tượng một lúc. Nhấn Alt Tab và bánh xe, zoom lớn lên. Tôi tiếp tục thu nhỏ, sao cho hợp lý nhất. Lưu ý rằng, đối tượng người chúng ta không bao giờ cao quá cửa hết. Và kéo ra đây. Tôi Enter. Bây giờ tôi chọn từng nhóm người và đặt vào những vị trí cố định. Ví dụ như vậy. Và tôi chọn những nhóm người tiếp theo. Bên dưới. Và kéo qua. Tương tự chúng ta nhấn Ctrl T và cho nhỏ lại tiếp. Các bạn nhấn Shift để đỡ biến dạng. Và chúng ta tiếp tục Enter. Và kéo các nhóm này ra vị trí khác nhau. Sao cho hợp lý. Và tiếp tục. Vậy là rất nhanh, chúng ta đã hoàn thiện một bài học khá là dễ dàng.